Rồi cô chú thấy chuột này gửi chén giỏi chưa cô chú? Ok. Chuột ơi, Dạ. con đang làm gì vậy? Dạ con đang nhờ chén giúp mẹ nè mẹ. Giỏi như ta, tự nhiên nay gửi chén giúp mẹ luôn, giỏi dữ lạ. Mẹ con của con nói ngày mai là 20 tháng 10 là mày gửi gửi Việt Nam mà con không có việc tặng mẹ hết trơn, cho nên con rửa chén giúp mẹ. Mày ơi, giỏi với người ta. Rửa chén giúp mẹ là một cái món quà để tặng mẹ đúng không? Dạ đúng rồi mẹ. Giỏi với ta, mày cảm ơn chuột nhiều nha. Dạ. Rồi, sẵn đây ngày 20 tháng 10 con có chúc đến các bà, các mẹ, các chị nè, các bạn gái gì không? Có nhân dịp 20 tháng 10 con chúc các bà các cô các nghĩa các bạn gái u khỏe mạnh vui vẻ hạnh phúc xinh đẹp. Mẹ 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 vô nhà nấu cơm đi, con rửa chén trước nha mẹ. Rồi con rửa chén đi, mẹ cảm ơn con nhiều nha. Dạ mẹ vô nhà nấu cơm đi. Rồi mẹ vô nhà nấu cơm nha. Bye bye. Dạ Rửa bye chén giúp bye. mẹ nha. Dạ.